Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với một thông tin sức khỏe của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có chủ đề Lời khuyên đi bộ trong thời tiết ngày hè nóng nực. Thưa quý vị và các bạn, thời tiết nóng nực có thể khiến cho việc đi bộ, tập thể dục hàng ngày ưa thích của nhiều người bị gián đoạn. Hãy làm theo những lời khuyên dưới đây để giữ mát và duy trì thói quen đi bộ của mình. Chọn thời gian hợp lý trong ngày để đi bộ. Trước hết cần theo dõi thông tin thời tiết hàng ngày Chọn thời điểm bình minh là tốt nhất cho việc đi bộ, nhất là vào các tháng mùa hè. Ở một số khu vực gần biển, gió biển bắt đầu làm mát mọi thứ vào cuối buổi chiều và đây là thời điểm thích hợp để đi bộ. Nhưng ở khu vực nội địa, nhiệt độ tăng lên cho đến 5 giờ chiều và không được làm mát cho đến khi mặt trời lặn. Theo các chuyên gia y tế, nên cân nhắc về việc tập thể dục khi nhiệt độ môi trường trên 32 độ C và độ ẩm tương đối là trên 60% vào những thời điểm quá nóng để tập thể dục ngoài trời, tốt nhất nên tập luyện đi bộ trên máy chạy bộ hoặc đi bộ trong nhà hơn là ra ngoài trời. Chọn một tuyến đường đi bộ có bóng dâm, tránh ánh nắng mặt trời trực tiếp và tránh đi bộ trên nhựa đường hoặc bê tông. Chọn đi dưới bóng cây là những nơi mát mẻ hơn để đi bộ. Ví dụ, khi thời tiết nóng, hãy chọn công viên cây xanh gần nhất nơi có cây che bóng giữ nhiệt độ thấp hơn nếu có bóng dâm không liên tục dọc theo con đường đi bộ của bạn hãy nghỉ ngơi tạm thời dưới các mảng cây hoặc các bóng dâm khác để hạ nhiệt chỉ có một lưu ý khi chọn đi bộ dưới bóng cây là bóng dâm cũng thu hút côn trùng vì vậy nên thận trọng tránh côn trùng đốt khi đi trong các thảm cỏ có bóng dâm đảm bảo có đủ nước, uống nước, đặc biệt là nước lạnh có thể làm giảm nhiệt độ cơ thể và giữ cho cơ thể mát mẻ khi đi bộ trong thời tiết nóng. Mang theo bên mình một chai nước mát khi đi bộ trong thời tiết nóng và nhấm nháp thường xuyên. Khi thời tiết nóng, hãy uống nước ngay cả khi không thể ngăn ngừa tình trạng mất nước. 60 phút trước khi bắt đầu đi bộ, hãy uống một ly nước lớn 200 tới 300 ml. Sau đó trong quá trình đi bộ, cứ sau mỗi 20 đến 30 phút lại uống một lượng nước khoảng 150 ml tránh dùng thức uống với nồng độ đường cao như nước trái cây hoặc soda do không được hấp thu dễ dàng khi đi bộ trong thời tiết nóng và có thể gây buồn nôn. Nếu đi bộ và đổ mồ hôi trong hơn 1 giờ, hãy chuyển sang đồ uống thể thao hoặc dung dịch thay thế chất điện giải như Orison chẳng hạn. Có thể thêm đá để uống mát hơn trong khi đi bộ. Sử dụng các đồ che nắng, ăn mặc đúng cách khi đi bộ ở thời tiết nóng nên mặc quần áo sáng màu, rộng rãi, tránh các màu tối vì chúng hấp thụ nhiều nhiệt hơn. Đội mũ rộng vành nếu có thể. Khi chọn mũ, hãy chọn loại vải lưới, trọng lượng nhẹ bao xung quanh da đầu với một vành bao phủ cho chán và sau gáy. Mũ nên được làm từ chất liệu thoáng khí, cho phép mồ hôi thoát ra nhanh chóng. Chọn quần áo làm từ vải cốt tông tổng hợp thay vì làm bằng bông, vì bông giữ lại mồ hôi và có thể gây khó chịu. Bôi kem chống nắng để ngăn ngừa cháy nắng, ung thư da và tạo thành các nếp nhăn đeo kính dâm để lọc các tia từ ngoại có hại và giúp bảo vệ đôi mắt của bạn. Sử dụng các cách làm mát, sử dụng túi chườm lạnh, túi gel lạnh, túi nước đá hoặc thậm chí khăn ướt đều là phương tiện làm mát tuyệt vời khi đi bộ trong thời tiết nóng. Các túi gel có thể làm đóng băng trước khi sử dụng, sau đó giữ trong túi hoặc túi đựng đồ để sử dụng. Đặt khăn lạnh quanh cổ để làm mát nhanh, vã nước lạnh vào mặt và cổ có thể giúp hạ nhiệt. Khi đi bộ trong vùng quá nắng, có thể làm ướt mũ hoặc khăn và đội lên đầu để giúp bạn mát mẻ. Buộc một chiếc khăn ướt trên cổ tay cũng có thể giúp giảm nhiệt. Lưu ý nguy cơ sức khỏe do nắng nóng, mặc dù thực hiện các biện pháp phòng ngừa nói trên, bạn vẫn có thể gặp phải các nguy cơ sức khỏe do nắng nóng gây ra, đó là kiệt sức do nóng, say nắng, chuột rút. Nếu đang đi bộ trong thời tiết nắng nóng mà thấy chóng mặt, buồn nôn, da khô, cảm giác ớn lạnh, hãy dừng lại và cố gắng uống nước. Nếu không cảm thấy đỡ hơn, cần tìm kiếm sự trợ giúp y tế. Đặc biệt, những người có các vấn đề về tim hoặc hô hấp, hoặc đã có tiền sự đột quỵ, hãy trao đổi với bác sĩ về việc đi bộ trong thời tiết nóng để xin lời khuyên cần thiết. Quý vị và các bạn thân mến, tiểu đường thai kỳ ảnh hưởng như thế nào đối với sức khỏe của mẹ và bé sẽ là chủ đề chính trong chương trình ngày mai. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Một thông tin sức khỏe của Đài Phát Thanh Truyền hình Hưng Yên hôm nay xin được khép lại tại đây. Thân ái chào tạm biệt.